phải như Phật. Tâm là tâm Phật, nguyện là nguyện Phật. Hoàn toàn biến cái vô lượng thọ thành tư tưởng, kiến giải và hành nguyện của chính mình là được. Điều này vô cùng quan trọng. Đây là bí mật của sự học được. Học rất giống. Quý vị có thể thể hội được ý nghĩa này, sau đó cũng được ngũ nhãn viên minh của Như Lai. Đối với thực tướng các pháp thế gian, xuất thế gian biết rõ ràng, hiểu rành mạch. Đây là trí tuệ lớn hiện tiền. Tuy hiểu rõ, lại không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là thiền định lớn. Chính là trong kinh A Di Đà nói, nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Chúng ta và chư Phật Bồ Tát được cẩn trọng. Cho nên niệm Phật lấy điều này làm mục đích tu học của chúng ta. Bản thân chúng ta cần đưa chính mình đến cảnh giới này. Lúc đó phải sanh tự tại. Tự tại muốn vãng sanh lúc nào thì vãng sanh lúc đó. Không phải nói đến ngày hết thọ mạng, không phải. Thích đi lúc nào thì đi lúc đó. Thích ở thế gian này bao nhiêu đâu cũng không chứng ngại. Đây gọi là tự tại. Thích đi cách nào thì đi cách đó. Có người thích ngồi đi, có người thích đứng đi. Đây gọi là tự tại. Cũng có người thích đi không bình thoảng. Cũng có người thích đợi một tí để mọi người xem. Quý vị xem thật tự tại làm sao? Cư sĩ Duy Ba chính là thị hiện vi bệnh để độ chúng sanh. Tại sao không bệnh không ai đến thăm ngài? Bệnh mọi người đều đến thăm ngài, đến thăm hỏi thăm. Ngài liền nói pháp cho họ, cơ hội dạy dỗ. Bệnh cũng là cách giáo hóa chúng sanh, cũng là độ chúng sanh. Ngài không thực sự bệnh,